Bớt ăn cua đi, ăn bầu nấu với thứ này, khỏe gan sạch thận sống rất thọ. Chào mừng bà con cô bác đang theo dõi trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, canh bầu là một món ăn rất quen thuộc đối với người Việt ta từ xưa đến nay. Hình ảnh quả bầu đã đi vào trong những món ăn dân dã và thậm chí là cả trong thơ ca. Bởi vậy mà người xưa vẫn có câu ca dao: sâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Cũng chính vì hương vị thơm ngon và bổ dưỡng như vậy nên món canh bầu được kết hợp cùng rất nhiều thực phẩm khác nhau để tăng hương vị cũng như đem lại các lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho con người. Đặc biệt khi mới đây, các lương y còn tiết lộ lấy bầu mà nấu cùng với ba thứ này sẽ có ngay thần dược cho sức khỏe, biết dùng sớm sẽ ngày càng trường thọ khỏe mạnh. Vậy cụ thể thì bầu nấu cùng thứ gì mà lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy? Và trong quá trình sử dụng chúng ta có cần lưu ý gì không? Câu trả lời sẽ có trong nội dung chương trình hôm nay. Mời các bác cùng chú ý theo dõi. Thứ nhất, canh bầu nấu nấm giúp kiểm soát cân nặng, thải độc gan thận, nâng hệ miễn dịch cho cơ thể. Không biết cô bác thì thế nào, chứ gia đình tôi thường rất sợ động tới dầu mỡ, nhất là vào những ngày nắng nóng như thế này. Bởi vậy nên thường ưu tiên chọn những món ăn từ rau củ quả có tính thanh mát, giải nhiệt độc cơ thể. Trong đó, món canh bầu nấu nấm là một trong những món canh vừa giúp thanh nhiệt vừa bổ dưỡng. Trong y học truyền thống, quả bầu được xem như một loại thực phẩm có tính mát, có khả năng giải độc cơ thể và làm giảm nhiệt độ cơ thể. Canh bầu thường được sử dụng để làm mát cơ thể trong mùa hè nóng bức hoặc khi người ta cảm thấy khó chịu do mất cân bằng nhiệt độ. Đây cũng là món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Nấm là một nguồn cung cấp chất đạm, giàu các loại khoáng chất như sắt và kẽm. Trong khi đó, quả bầu có thể tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh. Khi cô bác kết hợp với hai nguyên liệu trên với nhau, sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe tim mạch và thải độc gan thận, đồng thời giúp cô bác hỗ trợ việc giảm cân. Cách nấu món canh bầu và nấm này cũng rất đơn giản thôi. Bầu mua về gọt sạch, rửa sạch rồi cắt làm đôi, sau đó cắt thành từng miếng mỏng vừa ăn. Nấm rơm hoặc nấm kim châm, cô bác bỏ phần chân nấm mang đi rửa, sau đấy ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút, vớt ra xả lại với nước một lần rồi để ráo. Sau đó cho hành vào nồi, thêm chút dầu ăn để xào sơ qua nấm. Thêm 2 bát nước và đun cho đến khi nước sôi thì cô bác cho bầu vào. Nêm nếm lại gia vị và rắc thêm chút hành ngò, tiêu xay là có thể thưởng thức cùng cơm nóng. Nếu thích, cô bác cũng có thể cho thêm tôm khô nấu cùng để tăng vị ngọt nhé. Món canh bầu nấu nấm thanh mát, có vị ngọt của bầu, hương thơm đặc trưng của bầu, nấm giòn ngọt. Món canh này sẽ giúp giải nhiệt cho bữa cơm gia đình ngày nắng nóng, cô bác nhất định phải thử nhé. Thứ hai, món canh bầu tôm thịt hỗ trợ giải độc, kiểm soát cân nặng và đặc biệt rất giàu đạm và canxi. Canh bầu nấu với tôm hoặc thịt nạc băm là một món ăn thích hợp cho việc kiểm soát cân nặng và duy trì sự cân bằng dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ nâng cao thể trạng, giúp cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ thải độc gan thận. Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, canh bầu tôm thịt giúp giải cảm giác thèm ăn, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, bổ sung lượng đạm tốt, giúp săn chắc cơ thể, nâng cao thể trạng. Canh bầu cũng chứa nhiều nước, tạo cảm giác no lâu và giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể. Xét về khía cạnh đông y, sự kết hợp này chủ yếu là nằm ở tính vị của hai thực phẩm. Khi vị hợp nhau, nó sẽ thúc đẩy để cơ thể hấp thu được nhiều giá trị dinh dưỡng nhất có thể. Đồng thời, nó cũng làm tăng được giá trị vị thuốc của hai thực phẩm này. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, tôm nấu bầu là món ăn truyền thống và được người Việt ta kết hợp nấu từ xưa đến nay. Đây là món ăn khá giàu dinh dưỡng khi kết hợp với nhau. Cụ thể, trong 100g tôm khô có gần 70g đạm, cao hơn so với tôm tươi. Thậm chí lượng đạm trong tôm còn cao hơn cả trong thịt bò và thịt lợn nạc. Ngoài ra, trong tôm khô còn có rất nhiều chất khác như canxi, muối khoáng. Chính vì vậy, đây là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, bầu là loại quả cung cấp rất nhiều vitamin. Ngoài ra, bầu còn có hàm lượng chất xơ hòa tan rất cao. Chất xơ hòa tan có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và giữ cho trái tim khỏe mạnh, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên cũng không nên vì món ngon, nhiều dinh dưỡng mà lạm dụng ăn quá nhiều. Từ bất cứ thực phẩm nào ăn quá nhiều cũng đều không tốt cho cơ thể. Thứ ba, canh bầu nấu nghêu, thần dược hỗ trợ sức khỏe và các vấn đề về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đại tràng. Mùa hè là mùa của những trái bầu sinh sôi phát triển. Bởi vậy, mùa hè, mọi người thường dùng bầu để luộc và nấu canh.
Trong đó, canh nghêu nấu bầu là một món ăn bổ mà cô bác không nên bỏ qua trong mùa hè này. Vì theo các chuyên gia, trong nghêu có nhiều canxi và khoáng chất kết hợp với kali và các vitamin có trong quả bầu, hỗ trợ bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe con người. Đặc biệt, món ăn này hỗ trợ cải thiện các vấn đề thiếu hụt canxi, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp và nâng cao hệ miễn dịch, giúp các khớp xương giảm tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra, món canh này còn rất thích hợp ăn để hỗ trợ nâng cao sức khỏe đường tiêu hóa và với những người bị viêm đất dạ dày và đau đại tràng. Nhờ vào chất xơ dồi dào trong quả bầu, giúp hấp thụ chất cặn bã và các chất độc thải ra ngoài. Nước nghêu giúp món canh ngọt lành, thanh nhiệt và giúp giải nhiệt mùa hè. Tuy nhiên, do nghêu dễ lạnh bụng nên cô bác chỉ nên ăn món này vào buổi trưa để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe. Cách nấu món canh này thì cũng không quá khó, cô bác ai cũng có thể làm được. Nghêu sau khi mua về, đem ngâm trong thau nước muối hoặc cho thêm chút ớt cho nghêu nhả hết đất cát bên trong và rửa lại nhiều lần với nước cho nghêu thật sạch. Vớt nghêu ra để ráo nước, bầu gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành lát mỏng. Cho nước vào nồi, nấu sôi, thả nắp gương vào rồi cho nghêu đã làm sạch vào nấu cùng. Sau đó, cho bầu cắt lát vào, nêm nếm một muỗng nước mắm, một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, khuấy đều. Tiếp tục nấu đến khi nghêu há miệng thì nếm lại cho vừa vị và tắt bếp. Rắc chút tiêu lên trên là xong nha. Múc canh ra chén và thưởng thức nóng thôi nào. Canh nghêu nấu bầu rất dễ nấu và dễ ăn với một hương vị thanh đạm, ngon ngọt tự nhiên. Những miếng thịt nghêu cùng bầu tươi mát giúp cho bữa ăn của cả nhà thêm hấp dẫn, đủ dưỡng chất hơn đấy. Các bà nội trợ nhanh tay nấu ngay món này cho cả nhà ăn nhé. Cô bác thân mến, theo khoa học nghiên cứu, quả bầu là một nguồn dồi dào các vitamin và khoáng chất, cung cấp cho cơ thể các chất chống oxy hóa quan trọng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh và ngăn ngừa sự lão hóa. Và để phát huy được công dụng đó của quả bầu, cô bác hãy thường xuyên ăn 3 món canh bầu mà chúng tôi vừa chia sẻ nhé. Ngoài 3 món canh bầu mà An Tâm Sống Khỏe đã chia sẻ ở trên, quả bầu còn có thể sử dụng trong nhiều món ăn khác để tận dụng được lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe gan thận khác nữa. Cụ thể như sau. 1. Rau diếp cá. Rau diếp cá cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp thanh lọc gan và tăng cường chức năng thận. Cô bác có thể thêm rau diếp cá và món canh bầu hoặc sau cùng quả bầu để ăn. 2. Nấm linh chi. Nấm linh chi có tác dụng bảo vệ gan khỏi những tổn thương và hỗ trợ chức năng của thận rất tốt của bác ạ. Do đó, cô bác hoàn toàn có thể sử dụng nấm linh chi tươi hoặc khô nấu chín ăn cùng quả bầu trong các món canh hoặc món hầm để tăng cường sức khỏe. 3. Gừng. Gừng là một loại gia vị có tính nhiệt và có đặc tính chống vi khuẩn, giúp thanh lọc gan và tăng cường chức năng thận. Cô bác có thể thêm gừng tươi bóc nhỏ và món ăn chứa quả bầu. 4. Ngải cứu. Lá ngải cứu có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, thanh lọc gan và hỗ trợ chức năng thận rất tốt, không thua kém gì các loại thuốc khác. Chính vì thế, nếu thêm ngải cứu vào món canh bầu có thể tăng cường hoạt động của gan và quá trình đào thải độc tố của thận. Ngoài ra khi nấu bầu, cô bác nên thêm các gia vị và thảo mộc như muối, tiêu, ớt và lá hung quế vừa để tăng thêm hương vị cho món ăn, vừa tốt cho sức khỏe. Tuy là loại quả ngon và có tính mát, nhưng mỗi tuần cũng không nên ăn quá 3 bữa bầu mà nên đan xen nhiều loại rau củ quả để cơ thể có cơ hội tiếp thu đa dạng các loại dưỡng chất và vitamin tự nhiên. Người bị đầy hơi, lạnh bụng không nên ăn bầu để tránh làm trầm trọng hơn những tình trạng này. Bầu có tính lạnh nên những người đang bị lạnh bụng đầy hơi thì không nên ăn bầu. Ăn bầu sẽ làm cho tình trạng bệnh thêm trầm trọng hơn. Thông thường khi ăn bầu, nếu thấy bị đắng, chúng ta chỉ bỏ đi phần đắng và ăn phần còn lại. Tuy nhiên, cần bỏ cả quả bầu đó đi. Ăn quả bầu bị đắng có thể bị ngộ độc sucralfitazin. Trường hợp nhẹ, cơ thể sẽ tự đào thải cucurbitazin. Trường hợp nặng hơn, của bác sẽ bị buồn nôn, đau bụng. Trước đây ở Ấn Độ đã từng ghi nhận một trường hợp người tử vong do ngộ độc cucurbitazin vì uống nước ép từ quả bầu. Sau vụ việc này đã có nhiều khuyến cáo về việc uống nước ép quả bầu. Trước khi uống hay ăn, cô bác đều cần nếm thử mùi vị của nước ép xem có vị đắng hay không nhé. Cô bác thân mến, việc thanh lọc cơ thể, đặc biệt là hai bộ phận gan thận là một quá trình tổng thể, đòi hỏi cần có một lối sống lành mạnh và một chế độ ăn uống khoa học lâu dài. Ngoài việc các món ăn được nấu từ quả bầu như đã chia sẻ như trên, trong mùa hè này, để thanh lọc, giải độc gan,
cô bác có thể nấu rất nhiều món canh ngon, bổ dưỡng, đặc biệt là có thể thanh lọc giải độc gan cho cả gia đình. Cùng thưởng thức thông qua một vài gợi ý ngay dưới đây nhé. Đầu tiên chắc chắn không thể không kể đến món canh quốc dân của mùa hè, đó chính là món canh cua rau đay. Không chỉ là một trong các món giải nhiệt mùa hè dễ làm, canh cua mồng tơi rau đay còn có vị ngọt thanh, thơm dịu, rất đưa cơm. Tác dụng giải nhiệt của món ăn này kể đến từ hai loại rau thanh mát là mồng tơi và rau đay. Ngoài ra, có nhiều vi khoáng, protein và canxi, thịt cua và gạch cua sẽ cung cấp lượng dinh dưỡng dồi dào, giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng để chúng ta dễ dàng đi qua những ngày hè nóng bức. Trong các bước nấu canh cua, có lẽ lỉnh kỉnh nhất là khâu làm cua. Tuy nhiên, nếu nắm rõ nguyên tắc, cô bác chỉ mất 10 phút để thao tác. Sau khi rửa sạch cua, bóc bỏ mai yếm và gỡ gạch cua để riêng ra bát. Sau đó cho thịt cua vào cối giã nát hoặc cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó lọc lấy nước cốt, đun nhỏ lửa để thịt cua nổi lên. Lưu ý là không khuấy làm tan thịt cua mà dồn thịt cua sang một bên, cho rau vào nồi canh. Khi rau chín thì cho gạch cua đã phi thơm vào. Khi nước sôi trở lại thì tắt bếp. Đặc biệt, đây là món ăn ăn cùng với vài quả cà pháo thì sẽ là tuyệt phẩm ngày hè. Tiếp theo, canh bí đao nấu sườn. Không phải ngẫu nhiên mà bí đao nấu sườn được xếp vào danh sách các món giải nhiệt mùa hè dễ làm. Bí đao từ xưa đến nay được biết nhiều nhất với các tác dụng giải nhiệt, tiêu độc cực ấn tượng. Không chỉ vậy, loại quả này còn có vị ngọt thanh, thơm nhẹ, rất dễ ăn. Và khi được nấu cùng sườn, cô bác sẽ có ngay một bát canh vừa thơm ngon, vừa đủ dinh dưỡng, lại có tác dụng thanh nhiệt hiệu quả. Nguyên liệu của món này gồm bí đao, sườn, hành lá và hành tím. Đầu tiên, chúng ta cần trần sườn có nước sôi, sau đó xào cùng với hành tím cho thơm, rồi cho nước lọc và ninh khoảng 30-45 phút. Khi sườn đã nhừ, cho bí vào nồi nấu sôi trong 5-10 phút, rồi cho rau gia vị vào, nêm nếm gia vị vừa ăn trước khi tắt bếp. Tiếp theo nữa, rau ngót nấu tôm thịt. Rau ngót là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, có tác dụng làm mát cơ thể rất hiệu quả. Đặc biệt, khi được nấu cùng tôm và thịt, sẽ cho món canh có vị nước ngọt thơm rất dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Chính vì vậy, khi đang tìm kiếm các món giải nhiệt mùa hè dễ làm, sẽ là thiếu sót nếu cô bác bỏ qua món ăn đặc biệt này. Nguyên liệu chính của canh rau ngót nấu tôm thịt là thịt, tôm và rau ngót. Lưu ý với rau ngót, sau khi rửa sạch, cô bác nên dùng tay vò nát. Khi nấu, rau sẽ chín mềm và nước canh sẽ ngọt hơn. Để nấu được món canh này, đầu tiên chúng ta cần phi thơm hành, sau đó cho thịt tôm, thịt heo băm nhuyễn xào trên lửa lớn, đến khi dậy mùi thì cho rau ngót vào xào nhanh tay. Khi rau ngót chín mềm thì cho nước vừa đủ vào, nấu cho đến khi sôi vài dạo thì thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Canh mướp đắng lùi thịt cũng rất thích hợp trong ngày hè này đấy cô bác ạ. Mướp đắng luôn là loại quả đứng đầu trong bảng danh sách thực phẩm tiêu độc giải nhiệt. Theo y học phương Đông, mướp đắng có khả năng tiêu trừ mụn nhọt, thanh nhiệt, trừ độc, trị rôm sảy rất hiệu quả. Khi được chế biến cùng thịt heo, đây vừa là một trong các món giải nhiệt mùa hè dễ làm, vừa có mùi vị thơm ngon và khả năng chống ngán ấn tượng, rất phù hợp với thời tiết oi ả. Nguyên liệu chính làm nên món ăn này là mướp đắng, thịt heo, mộc nhĩ, trứng gà và hành tím. Đầu tiên, chúng ta cần làm sạch mướp đắng, bỏ ruột, có thể chẻ dọc hoặc cắt ngang tùy thích. Phần thịt nhồi được trộn cùng với mộc nhĩ băm nhuyễn, hành tím, trứng gà, hạt nêm. Sau đó cho nước dùng nấu sôi, thả mướp đắng, nồi thịt vào. Để sôi liu riu trong khoảng 10-15 phút, rồi cho rau gia vị như rau mùi, hành lá cắt khúc vào rồi tắt bếp. Món ăn này dùng nóng hay nguội đều rất thơm ngon. Và cuối cùng, canh ngao nấu chua. Canh ngao nấu chua có mùi vị rất lạ, vị thơm thơm của rau răm hòa quyện với vị ngọt dịu, thanh mát của ngao, sứa và cà chua có tác dụng kích thích vị giác đáng kể. Vậy để chế biến một trong các món giải nhiệt mùa hè dễ làm này, chúng ta cần làm gì? Nguyên liệu của món ăn gồm ngao tươi, sứa, cà chua, rau răm, hành tím và hành lá. Cách làm rất đơn giản, luộc ngao, sau đó lọc nước, gỡ ruột sạch rồi phi thơm cùng hành tím, sau đó xào cùng với chút hạt nêm và cà chua, dứa rồi đổ nước luộc ngao vào. Khi nồi sôi vài dạo, chúng ta cho hành lá và rau răm cắt khúc vào, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp, ngon hơn khi dùng nóng. Ngoài chế độ ăn uống ra, cô bác cũng lưu ý là phải uống đủ nước mỗi ngày và tập luyện để nâng cao sức khỏe. Cô bác biết không, mỗi ngày chúng ta nên uống đủ nước từ 2-3 lít, phụ thuộc vào thể trạng hoạt động cơ thể và môi trường sống.
Việc uống nước sẽ giúp loại bỏ các chất thừa cũng như độc tố ra khỏi cơ thể. Khi cô bác uống đủ nước, các độc tố còn được loại bỏ ra khỏi cơ thể qua việc tiết mồ hôi. Hệ thống thận là cơ quan duy nhất lọc nước và nó hoàn toàn phụ thuộc vào nước để hoạt động. Do vậy, uống nước hàng ngày là điều cần thiết để thận hoạt động hiệu quả. Không những thế, chúng ta cũng phải chú ý đến chất lượng nước phải tốt như nước khoáng, nước đun sôi để nguội. Các loại thức uống khác như trà, cà phê, nước ngọt, nước uống có ga không được xem là loại nước tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, việc tập luyện đều đặn hàng ngày như là đạp xe, chạy bộ hay bơi lội cũng là một cách để cô bác có thể giải độc cơ thể và tăng cường sức khỏe. Lý do là vì trong quá trình chúng ta luyện tập, khí huyết được lưu thông, giúp cơ quan hoạt động trơn tru hơn, từ đó có thể đẩy lượng độc tố ra bên ngoài theo đường mồ hôi. Chính vì thế, chúng tôi luôn khuyến khích cô bác nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt trong ngày hè cô bác nhé. Việc thường xuyên vận động sẽ giúp chúng ta giảm bớt sự trầm cảm, tăng cường trí nhớ, sự tập trung và khả năng tiếp thu kiến thức mới. Ngoài ra, tập thể dục còn làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ ở người già, và từ đó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của cô bác thêm vài năm đấy ạ. Cuối cùng thì chúng tôi hy vọng rằng video ngày hôm nay đã mang đến các kiến thức hữu ích cho bà con cô bác. Và nếu cô bác thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, hãy nhấn vào nút chia sẻ để được nhiều người biết đến hơn nữa. Ngoài ra, cô bác cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào mới nhất hay nhất đến từ ban biên tập của chương trình. Hoặc là cô bác cũng có thể nhấn vào video gợi ý ngay trên màn hình để tiếp tục theo dõi kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.